Xin chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ Trần Canh đang ở thị trấn Phù Cát, tỉnh Bình Định các bạn. Bây giờ Trần Canh sẽ quay clip cho các bạn xem hoa cúc ở thị trấn Phù Cát chuẩn bị đón Tết Canh Tí 2020 các bạn ơi. Bây giờ mình đang trên đường đi, đây là đường quốc lộ 1A nha các bạn. Đây là quốc lộ 1A này đó. Trần Canh quay hoa cúc cho các bạn xem, còn là hoa cúc không các bạn. Đây là ở thị trấn Phù Cát nha các bạn, đó hoa cúc đó, quá trời hoa cúc luôn các bạn xem này. Trần Canh sẽ đi một vòng quanh công viên ở thị trấn Phù Cát này các bạn. Các bạn thấy hoa cúc, quá trời hoa cúc luôn, toàn là hoa cúc không à. Để cho đón Tết Canh Tí 2020 tại công viên Phù Cát, thị trấn Phù Cát này, các bạn có thấy không? Quá trời hợp khúc luôn. Mình đưa lên cao này, quay lên cao rồi cho các bạn coi này. Ôi trời, quá trời hợp khúc luôn. Bây giờ Canh đang đi hết một vòng ở công viên thị trấn Phù Cát này các bạn, cho các bạn xem toàn cảnh luôn đó. Quá trời hợp khúc luôn. Các bạn, nay là 25 Tết, 25 tháng Chạp rồi, còn không khí Tết đến rất là gần chúng ta rồi. Giờ các bạn đi những ngày này là các bạn lấy tiền ra để đi mua hoa giờ trưng Tết cho nó vui. Và đặc biệt là các bạn có tiền thì ra mua sớm sớm cho bà con họ về nhà họ ăn Tết. Đấy, thấy không các bạn, thấy không? Quá trời thật cốc luôn. Nhìn này các bạn ơi. Đó, mình đi là đi hết một vòng của công viên Phù Cát luôn này. Toàn là cốc các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Mình đi từ đầu trên cho xuống đầu dưới là cốc ơi là cốc. Thấy giờ các bạn thấy không? Thấy cốc không? Toàn là cúc không các bạn. Các bạn có thấy không? Quá trời luôn. Đây là mình đi vô giữa công viên Phù Cát này các bạn. Đó, một rừng cúc luôn. Đây, mình vây khúc dưới này, khúc dưới các bạn coi này. Đó, cúc đó. Thấy chưa các bạn? Cúc không? Quá trời luôn. Giờ các bạn nào đi lấy tiền ra đi mua Tết cho bà con giờ sớm sớm này, còn là cúc không này các bạn thấy không? Thấy cúc không? Quay một vòng cho các bạn coi đây. Đó phía bắc của công viên này các bạn. Đó thấy chưa? Không có hoa gì khác, toàn là hoa cúc không các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, hoa cúc đó. Quá trời hoa cúc. Để mình tìm chỗ nào xem, hỏi ở đây họ bán bao nhiêu một chậu nha các bạn. Đó, mình đang đi trong rừng cúc luôn các bạn. Đó, trời cúc. Quá đẹp luôn. Đây, mình xuống khúc dưới này, đi một vòng của công viên Phù Cát này.
Wow, những cái chậu này đẹp, siêu to khổng lồ luôn các bạn. Anh cho hỏi ở đây bán bao nhiêu chậu rồi anh? Chậu lớn á, cũng lớn á. Như chậu như này là bao nhiêu tiền vậy? 500 đấy. Còn chậu bên đây? Bên đây sớm rưỡi 700. Rồi rỉ ta. Đâu các bạn, giá rất là rỉ ở công viên một cát này các bạn. Đó, không? Chậu siêu to luôn này, siêu to khổng lồ này. Cảm ơn anh nha. Chậu này là 600 hả? 600 rưỡi hả? Sao rỉ dữ ta? Nó toàn là bông cúc không à, đúng không? Rồi cảm ơn anh. Ở thông các bạn thấy cái chậu cúc này thiệt to mà người ta bán có 650.000 rồi các bạn. Thấy không? Đó. Chậu quá trời luôn. Rồi cảm ơn anh nha. Là cuộc sống của anh tôi. Cuộc sống của anh tôi cần canh 1079. Cảm ơn anh. Ô chào. Các bạn không? Không. Chậu cúc này siêu to khổng lồ. Sẽ quay cho các bạn một vòng cho các bạn coi này. Đó. Rừng cúc luôn. Là giá cực kỳ là rẻ. Chỉ có 500.000 đến 600.000 một chậu thôi. Các bạn nhanh tay ra công viên Phù Cát để mua một chậu về nhà trưng Tết. Tết 2020 cho nó có sức khỏe các bạn ơi. Đó. Đó, các bạn thấy không? Cúc qua cúc mình đứng lên trên mình quay cho các bạn coi. Nguyên là một căn nguyên hoa cúc. Các bạn thấy không? Đó, cúc xong đó, các bạn thấy không? Đó, được cúc luôn. Đó, các bạn thấy không? Toàn là cúc thôi, bây giờ mình đi lên quăng lên cái phía đầu trên. Mình quay cho các bạn coi. Các bạn thấy cúc không? Mình đang đi trong rừng cúc và trong công viên cúc là để cho các bạn xem cúc quá rồi, cúc luôn. Không ngồi ra toàn hoặc là bông cúc không các bạn. Đó, mà giờ mình đi hết một vòng từ đầu trên xuống dưới luôn nha các bạn. Wow, cúc ư là cúc, không có hoa gì cả, toàn là hoa cúc, nhưng mà giá cực kỳ rẻ nha các bạn. Năm nay hoa cúc rất là rẻ, chậu siêu to khổng lồ mà chỉ có 500 đến 600 ngàn một chậu rồi các bạn. Đây đây các bạn thấy không? Hoa quá trời hoa rồi, chậu bự quá đâu luôn. Chậu này có 500 ngàn các bạn. Chậu đây còn 600 mà. Quá lẽ chậu đây bự nè. Các bạn thấy không? Thấy chưa? Chậu quá đời luôn, chỉ có giá cực kỳ là rẻ. Các bạn nhanh tay lên ra đây mua giờ để trưng Tết. Bạn thấy không? Như chậu đây này. Nó siêu to khổng lồ luôn mà chỉ có 500.000 thôi các bạn. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy không? Đó, giá ở đây rất là hợp lý. Đó, các bạn thấy không? Chậu quá rồi luôn. Các bạn thấy không? Thôi bây giờ Trần Canh xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Hiện bây giờ là Trần Canh đang ở thị trấn Phù Cát nha các bạn, để quay toàn bộ cảnh là hoa cúc. Ngoài ra không có hoa gì hết các bạn ơi. Đó, bây giờ Canh xin hẹn gặp lại các bạn, xin bye bye và hẹn gặp lại.